Bảo Lâm đẩy bưng kham tô rú cho rầm. Mở khỏi có ma chở khai quét khứ đẩy po me rú chờ lặt. Khai chờ khai quét khứ rú xá vĩnh trùng. Chờ khai khuyết khứ xuống xã Vĩnh Trùng, huyện tỉnh Biên An Giang, đắc trung tâm thành phố Long Xuyên, giáo hốc xếp hạ cải tăng. Nêu đầu bà mẹ địa phương chẳng khẽ tổ khuyết khớ lò hòa học khổng chu tàng trương khớ mười bà mẹ pin nòng bỏng khói xa xáo. Chư khen hắn đầy mỹ ó té tổ quét ní chư khớ tỉnh hy đầy khẽ là vô nữ khả hy vô nữ tổ thòm hứa con nhanh giáo tỉnh hy. Tòi ai bình đeo đầu chẳng khé lo khuyết khá ứ, lò vô nữ khả hi. Bơ tổ khuyết đi nhăn ép khá ứ, hình khá măn hi, lưng đại sủ cho kiền lậu. Sơn nằn có khé lo vô nữ khả hi. Chư vô nữ khả hi lò, phá phú chư hở ma. Chư nỉ lò không bóp me khá chư hở. Tà va lò chở khai khuyết khớ, ha va bưng cun cả lưng bồng chở, hở khẽ sử nổi lên, on chỉ bưng khe ní ma chở hạ sử, mi chở đều nỉ, rú miên tài khai ca thú, nhăng báo lớp bày chở, vài sau hủ lông cả khai rú nỉ. Mở hỏi con nhăng văng hót kham tô khổng ở trường thỉm mái. Bón không ơi lưng khai hở cun cả ca. Khỏi có lưng khai hở cun cả pha cun sử, té lưng hoa sòng cần khỏi có khai cắp ca pé cun cả. Bón khai trương khòng ơi mái mi chết cun lao động vừa dẹp vừa khai quyết khấn. Ta pha báu bó khải ha va như lông bằn loài chóp khỏ ởi mái có bằn khải hở chóp khỏ báu bó khuyết trông hong côn cả cỏ khe đến hở ởi hà khuyết kháo báu khé khé lưng chơ và trường báu bó khải sưng nằn chọc bằn ó ào hở mỏi cún mỏi cừn cún đờ khe cớn có khải hở cớn cún đờ khé lằng cỏ rào lằng. Còn các mối hàng của chị họ bán lẻ nhằng bưng quân cả ma sử chân khòn ởi khải ó chết lạt sơn đờ chơi nhằng lút thiếu khuyết khở mở khỏi con năm toi ai vó vằn quần họt tàu bón khải chân khòn ai khe háng khòn ai vân lại là cút chay. Phân mết khé ma chở sử khuất khớ, lò bưng quân chai. Nghe trên đây là nói có vũ nữ chân dài là nhái phơi khô ở trên châu đốc đặc sản. Đẩy hú hò rú nỉ là vô nữ khải hy, lò ni tiếng. Tơ cớn nó có sử ma kinh ngon hơn. Hầu hết khách đến chợ khu nhái. Phân mết khé ma chở khuất khớ, có hù lông dệt khuất khớ, phơ có cổng nhằn chân ni tiếng rú vùng bảy núi. Vua nữ khải hy lò trương kìn đại hải quân ma kìn. Xem ra vũ nữ chân dài là loại khuyết khớ đầy rét ó té tổ khuyết nói kìn
có pin ngon, cánh hiền mi khoai pì, dù ná hứ co rú tiền pu. Cô nhái được chế biến từ con nhái cơm thường sống thành đàn và xuất hiện quanh năm trên đồng ruộng hoặc dưới chân núi, nhiều nhất là mùa mưa. Mực hỏi pơ có đầy bầy bắt khuét, trơ lại nhất đội bắt khuét rút giá vĩnh trùng mi hót hàng hỏi quân nghe nì ra cha. Nghe ra cha ha pha nho dùng lông hiệp thù cân ní côn chắc mắn mỏi khấn vi thể thù đầy hà hói tan bản ngân khân nưng côn bắt quét cho men tìn men mư liêm toi tổ quét trắng bắt đẩy cứ sơn nằn mở khỏi co so té tung na. Học bài đắc nhất là hỏi bón đờ ma mi nham bài hỏi tàu kiên rằng nghe bắt quét cò hiểm hai báu gia cha nhất là chơ bò hơn na hàng nụ tay đến chơ phả phần du tung na bóng mi pơ chơ nằn cỏ bốn phần du bón đờ pơ ọc phả bát phần ma cỏ nung nhăng cun đầu bóng mi sở co chiều nào thôi. Khám tài khân nâng nắc nới, mở khỏi có hủ đẩy ra cha gòng bưng quân bắt khuết, chờ quân dần bắt khuết tao má. Khi dân soi nhái quay về, là lúc chờ tao má là chờ chờ quét khứ, còn lại quân ma sử. Quét rú đầy ná, sơn nằn ngắm kìn ngòn. Nhái sống trong môi trường hoang dã nên thịt quét rú đầy ná, sơn nằn có kìn ngòn, mi lại đạm, lại canxi. Món quét khao ní rú chơ lạt, gài cỏ men, là bưng lông chế bến bom mi hóa chất. Còn lúc lim le còn ngành mít tay pan còn tình ảnh rằng vì sao vũ nữ cứ đều tăm tắp trong khi nhái tự nhiên thì phải có con nhỏ con lớn. Nhái này á là em thấy sao nó hơi nhỏ nhỏ. Khuyết ní nòng hình bé và nói hơn ca. Anh ấy là khuết du ná sương nằn tôi nói thôi. Chơ kinh khuết khai ní cỏ lá cằn báu. Anh ấy kinh khẻm hòm báu khèn. Không mốt khuết mà pe té bờn xàm hót bờn hốt tay ca khải giáo di hói băn mằn. Cùng nhằm mửa lễ, mửa trình, ca còn lưng khẩn té giảm díp hót di xíp vân hỏi. Thứ bảy chủ nhật thâu khai bếp sơn đờ ma. Trưng mi tiếng rú nỉ lo sáng ma ơi. Bưng trưng hàng rú nỉ cỏ khai bánh báu. Rú nỉ trưng mi tiếng lo vô nữ khải hy. Khai trưng có vỏ khẩn ca bánh có bó mi pơ sự. Dù nỉ té kỳ bị hót khay nòng cỏ báu hình khăm cài cằn. Mi tấm chuyến trẻ khảo má chợ phú nữ khải hy, quân dần dù nỉ lưng sáng chầm.
chương khòn đờ có bòm cắp sùn tha men nằm chu tăng phát hòm bà na có quen khới các vùng đi kết bình chương mi tiếng khé hà tay lại khé tăng vườn ma số đi dệt hào phùng chớ bảy núi ni lưng vô phòn hòn khưng quay bì